Xin chào các bạn, hôm trước thì mình vừa trên tay iPhone màu đỏ rồi. Hôm nay mình sẽ mang đến một cái cục pin dự phòng cực kỳ hợp với cái iPhone màu đỏ đó. Đó là pin màu đỏ luôn, hơn nữa còn có tích hợp cả cáp Lightning ở đây hỗ trợ sạc nhanh cho iPhone luôn. Đó là những cái viên pin dự phòng đến từ thương hiệu Mỹ MyPower. Ở đây thì mình sẽ có một cái cục PowerQ 7000 và một cục PowerQ 10000 có giá lần lượt là 1.590.000 và 1.690.000. Cả hai viên pin này thì nó đều có thiết kế rất là đẹp và sang trọng, từ kim loại cầm vô mát lạnh luôn. Khi mà cầm lên thì các bạn sẽ cảm nhận được cái khác biệt của nó so với những cái pin dự phòng Trung Quốc cũng có thiết kế kim loại luôn, bởi vì nó được xử lý ADOT giống như là cái vỏ MacBook và cầm vào nó rất là đã tay. Hơn nữa là cái nhôm này là nhôm màu luôn, chứ không phải là chỉ sơn phủ một cái lớp. Nhìn ở cái góc này nè thì các bạn sẽ thấy là cái phần lõi của nó cũng có màu đỏ luôn, hay là cái cục 10.000 này thì cái phần lõi nó cũng có màu hồng luôn. Ngoài ra thì trên cái viên pin 7.000 màu đỏ này nó còn được phủ một cái lớp cao su rất là mỏng, cho nên là cầm nó sẽ êm tay hơn nữa. Tóm lại là cầm hai cục này rất là sướng tay. Ở mặt sau thì MyPower còn chu đáo thêm vào bốn cái núm đen đen cao su để hạn chế trầy xước khi mà các bạn đặt pin xuống mặt bàn. Còn lại thì cả hai cục pin này nó có cái thiết kế tương tự nhau, tức là ở cạnh phải bên đây thì chúng ta sẽ có một cái nút power làm giống như là cái nút nguồn của điện thoại vậy, rất là chắc chắn chứ không phải theo kiểu lỏng la lỏng lẻo hay là cho có như là những viên pin khác. Ở cạnh dưới thì chúng ta sẽ có cái cáp Lightning được tích hợp sẵn và cái thiết kế rất là gọn gàng, khi nào cần thì kéo ra, không cần thì nhét nó vô. Ở bên cạnh trái đây thì chúng ta sẽ có cái cổng USB. Như vậy thì các bạn có thể sạc cho tất cả những cái thiết bị khác chứ không riêng gì những cái thiết bị của Apple thôi. Còn cái cổng micro USB này thì để mình sạc cho cái viên pin này. Kích thước của hai viên pin này thì đều rất là nhỏ gọn. Cái viên 10.000 thì nó cũng tương tự như là cái viên 7.000, nó chỉ dày hơn một xíu thôi. Đây là một cái điểm mà mình khá là thích. Cái điểm mà xấu duy nhất trên thiết kế của cái cục pin này là chỗ cái đèn báo. Nhìn nó sao sao đó, giống như là nó chỉ làm một cái lớp mỏng ở trên đây rồi đặt chung một cái đèn ở phía dưới. Tương xứng với mức giá thì cả hai viên pin này đều được đóng gói rất là đẹp, những cái phụ kiện nhỏ nhỏ bên trong cũng được bỏ trong những cái hộp đen riêng biệt nữa. Trong hộp thì chúng ta sẽ được tặng kèm một cái bao để đựng mấy cái viên pin nè, rồi có thêm cáp, và đây là cáp dẹt chống rối, nhìn cũng rất là xịn. Hơn nữa là nó khá dài chứ không có ngắn tủn như là những cái viên pin mình hay mua bình thường làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Và có một cái khác biệt rất là lớn giữa hai cái viên pin này, đó là ở phía sau của viên pin 7.000 chúng ta sẽ có thêm một cái chấu để sạc, và trong hộp của nó các bạn cũng sẽ đi kèm một cái đế sạc rất là tiện dụng luôn. Mình rất là thích cái này bởi vì mình là một người lười sạc ngay cả pin dự phòng, cho nên là ở nhà mình cứ cắm sẵn cái đế này, cắm điện sẵn, và về nhà thì mình chỉ việc thảy lên nó sẽ sạc, mình không cần phải loay hoay gì hết, chỉ tốn duy nhất một lần công cắm cái đế này thôi. Cái viên pin 10.000 này thì nó sẽ có sạc nhanh qua USB-C. Tất nhiên là cái thiết bị mà mình sạc, cái điện thoại mà mình sạc đó nó cũng phải có công nghệ sạc nhanh đi kèm. Tất nhiên là cái cục 7.000 này nó cũng sẽ sạc được cho những cái thiết bị mà dùng cổng USB-C nha, nhưng mà chỉ là nó không có sạc nhanh được thôi. Và cả hai viên pin này thì nó đều có input là 5V 2A và out là 5V 2.4A, hỗ trợ sạc nhanh qua cáp Lightning được tích hợp sẵn hết. Và cái cáp này thì đạt chuẩn MFI của Apple luôn chứ không phải là linh ta linh tinh cho có. Một cái điểm cộng nhỏ nữa của viên pin này là ở mặt sau các bạn sẽ thấy là nó được chứng nhận tiêu chuẩn ROHS, thì đây là cái tiêu chuẩn của châu Âu cho nên là nó sẽ đảm bảo về độ an toàn riêng với những cái thiết bị điện tử, đặc biệt là những cái viên pin như thế này thì mình thấy là cái an toàn nó rất là quan trọng. Và hơn nữa là hai cái viên pin này nó cũng sẽ tự động ngắt khi mà các bạn sạc đầy. Lần đầu các bạn sạc hay là thời gian lâu không sạc cắm vào thì mình phải bấm nút power thì nó mới bắt đầu sạc. Còn nếu như mà các bạn vừa mới rút ra còn nóng hổi cắm xem cái thiết bị khác thì nó vẫn sạc tiếp. Và khi mà sạc đầy thì nó sẽ tự động ngắt. Thì cái đó cũng là một cái điểm mà cộng, vì nó cũng sẽ đảm bảo an toàn hơn và nó sẽ đỡ hao cái tuổi thọ của pin. Và quan trọng nhất là cái khả năng sạc nhanh của viên pin này thì mình cũng đã test thử với cái viên pin 7.000 cho iPhone 10. Mình sạc từ 0% đến 100% thì chỉ mất có 2 tiếng 5 phút để sạc đầy thôi. Mình tham khảo cái kết quả từ bài test sạc cho iPhone 10 của Cu Hiệp thì cái thời gian sạc đầy này nó chỉ chậm hơn cục sạc MacBook 29W và nó nhanh hơn là dùng cái cục sạc của iPad hay là sạc theo máy. Sạc theo máy mất tới 2 tiếng 54 phút rất là lâu. Thời gian để chúng ta sạc đầy cái viên pin 7.000 là từ 3 đến 4 tiếng, còn viên pin 10.000 là từ 6 đến 7 tiếng. Các bạn có thể sạc luôn cho iPad nha, nhưng mà chắc là phải dùng cục 10.000. Rồi, tóm lại thì với tất cả những cái vừa rồi thì mình cảm thấy là nó tương xứng với mức giá, nhưng mà tương xứng thì tương xứng, cái giá này chắc là nhiều bạn cũng sẽ cảm thấy hơi chán ngán.
anh em cảm thấy như thế nào thì có thể comment thêm ở ngay bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.